là cái cục oxy mini rất là tuyệt vời. Nguyên nhân gì mà mình phát tâm phóng xanh ngày nào mình bia à? Không có, khi nào có tiền mới đi à, mình là tiết kiệm ha. Vậy mình có một cái hội hay là do mình tiền túi của mình bỏ ra? Dạ, mình tự tự lâu lâu có những bạn á, bạn ủng hộ thì dạ thì đó, thì mình có một cái số tài khoản hay số điện thoại gì đó người ta sẽ chuyển vô, người ta liên hệ với mình thì mình làm một cái hội phóng xanh đi. Lát về gửi qua lưu niệm cho hai Bồ Tát, hiểu không? Hai Bồ Tát kết bạn á, cái con gửi qua làm cho lưu niệm. Được thì chỉ để riêng cho hai Bồ Tát xài thôi. Hai Bồ Tát để một cái video làm kỷ niệm nha. Quay gửi về cho mẹ. Vậy thì có muốn nói những lời gì cho mẹ thì lát nói luôn nha. Chia sẻ với mẹ mình gì, chia sẻ đi. Có nhắn gửi với lời yêu thương gì với mẹ không? Nè, có muốn nói gì với mẹ không? Nói mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm ha. Nói đi để mẹ nghe được mà. Không, mẹ còn sống à. Mẹ còn sống thì mẹ mới coi video này chứ. Ai gì đẹp hơn. Mẹ có muốn nói gì thì nói đi với mẹ đi. Không nói hả? Để mẹ coi tự hiểu ha. Thường ví dụ như ếch hoặc là cua ốc thì nó sẽ sống trong cái lục bình, còn lươn thì sống trong cái bùn á. Thả luôn đi anh ơi. Ủa thế đây nó sống được không anh? Được, ở đây là tại bùn ở dưới không cạn lắm rồi, người ta đứng câu rồi, nhưng mà coi chừng nó dính trong bình ni lông á nha. Thả là phải cầm chắc cái bao ni lông để không nó dính bình ni lông nó không ra được rồi nó sẽ bị chết trong bình ni lông á. À gì đây? Cầm chắc bình ni lông nha cả nhà. Cầm cái đít bịch lên. Ở đây nó bơi vô được đúng không anh? Dạ, ở đây là sát bờ luôn rồi. Cầm cái đít bịch lên là tự nó ra luôn. Đây là không ai bắt được cái gì luôn rồi đó. Cái chừng gớt bắt kiến nha, vậy thôi, bắt kiến cẩn thận. Cái gì rất nhiều có muốn nhắn gửi gì nữa không? Dạ không. À không ha, ngừng ha. Cảm ơn rất nhiều ạ. Chúc gia đình Bồ Tát nhiều sức khỏe nha, dặn sự nghĩ nha. Làm ăn phát lộc phát tài. Dạ không. Cái này là quay làm kỷ niệm, lát bắn riêng cho Bồ Tát thôi.